Trên đường tỉnh 878C đoạn gần cầu Tha La thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn làm một người đàn ông lái xe máy tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2022, người đàn ông khoảng 50 tuổi lái xe máy lưu thông trên đường tỉnh 878C theo hướng từ chợ gạo về ngã tư Lương Phú. Khi vừa qua cầu Tha La thuộc ấp Ngã Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì bất ngờ người này chạy xe lấn trái đường tông vào xe chở rác đang lưu thông chiều ngược lại sau cú tông mạnh người đàn ông lái xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện nhận được tin báo công an huyện châu thành đã đến phối hợp với công an xã thân cửu nghĩa điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn